Vòng bán kết cuộc thi Miss Photogenic 2017 với sự kiện chụp ảnh ở các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đang diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, theo ngành chức năng, cuộc thi này không có giấy phép. Sáng ngày 25 tháng 7, ngay cửa ra vào khách sạn công đoàn tại thành phố Vũng Tàu có đặt tấm bano quảng cáo sự kiện bán kết Miss Photogenic 2017 do chuyên trang người đẹp vn.vn .vn và công ty Việt TSD tổ chức. Thời gian vòng bán kết được tổ chức tại Vũng Tàu từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 với phần thi chụp ảnh tại các điểm danh thắng di tích. Bà Dương Quỳnh Hoa cho biết bà là trưởng ban tổ chức, còn ông Phạm Hữu Đoá là trưởng ban chỉ đạo. Cả hai người này trả lời không xin giấy phép vì chỉ đi quay phim chụp hình. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cử đoàn thanh tra phối hợp cùng công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra hành chính ban tổ chức cuộc thi. Ông Trịnh Đình Thân, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết cuộc thi tổ chức không phép và sẽ xử phạt